Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Hôm ấy khi Chúa Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy sẽ bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mừng đại lễ hai thánh tông đồ cột trụ của hội thánh, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Trong bầu khí các bài đọc thánh kinh, chúng ta nghe thấy cũng ghê rợn quá, vì mở đầu trang sách tông đồ công vụ hôm nay báo cho biết rằng Gia-cô-bê anh của Gioan đã bị chém đầu rồi. Rồi lại Phêrô thì đang bị giam trong ngục, ghê gớm quá. Thế nhưng rồi chúng ta thấy qua bài đọc, Chúa ra tay can thiệp để dắt Phêrô ra khỏi ngục tối cái một, đánh thức Phêrô dậy rồi thắt lưng vô đi dép, dẫn ra khỏi ngục tối. Phêrô chắc chắn rằng cảm nhận sâu sắc về một Thiên Chúa sức mạnh quyền năng của Ngài, để rồi Phêrô sẽ tiếp tục con đường rao giảng tin mừng của mình một cách dạn dĩ không sợ hãi. Rồi Phaolô cũng thế. Trong bài đọc thứ hai chúng ta lại thấy rằng: phần tôi, anh em thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi, và tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa thiên tuế dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Một Phao-lô ý thức rằng mình sắp phải đổ máu ra để làm chứng cho một Thiên Chúa tình yêu, và một Phao-lô hãnh diện tự hào về một Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu nạn, chịu chết, nhưng Ngài đã phục sinh, Ngài đang sống. Và Phao-lô tự hào coi rằng cái điều quan trọng nhất đó là biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu. Và một Phao-lô thách đố: không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Sự yêu mến Chúa Giêsu đối với Phao-lô, cho dẫu tù đầy gươm giáo và bị bách hại, thì Phao-lô chấp hết không sợ gì cả, vì yêu mến Chúa Giêsu và cho thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở lại trang phúc âm của Thánh Mát-thêu, khi mà thầy trò
đi băng qua miền Caesarea Philippi là miền núi đá với những tảng đá thật lớn, thì Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Chúng ta thấy Thiên Chúa của ông Môsê là một Thiên Chúa mà con người không thể đạt thấu được, và Môsê có hỏi ngài là ai để tôi khi đến với Pharaon nói với ông vua Pharaon ngài sai tôi đến. Người cứ nói là Thiên Chúa Giê-hô-va, dịch ra có nghĩa là ta là ta, không ai đạt thấu được. Chúng ta thấy Thiên Chúa trong Cựu Ước là một Thiên Chúa mà con người rất là hãi sợ với vinh quang của ngài. Ông Môsê mỗi lần lên gặp Thiên Chúa, lên núi gặp Thiên Chúa xuống thì dân chúng sợ hãi lắm. Và ông ơi, ông che mặt bớt lại vì chúng tôi sợ lắm, vì ánh vinh quang của Chúa chiếu tỏa lên trên cho ông Môsê. Ông Môsê xuống núi, dân run lập cập, xin Môsê che bớt lại, không thôi thì chúng tôi chết mất. Vinh quang của một Thiên Chúa Giê-hô-va mà con người không thể nào đạt thấu được, không thể nào biết được về Thiên Chúa ấy. Thế nhưng với Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa làm người, ngài đến có một thân thể như mỗi người chúng ta, được tượng thai trong lòng, cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, làm người như mỗi người chúng ta, có tất cả, là một con người như chúng ta, cho nên chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu, có thể đụng chạm Chúa Giêsu, tiếp xúc với Chúa Giêsu. Giờ đây Chúa Giêsu hỏi người ta bảo con người là ai, và những đáp án được đưa ra. Thế nhưng Chúa Giêsu thấy rằng không phải là đáp án đúng. Chúa Giêsu hỏi: còn anh em đã từng ở với thầy mấy năm nay, anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô được đầy ơn Chúa Thánh Thần đứng lên để phát biểu: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Quả thật, chúng ta thấy Phêrô được đầy ơn Chúa để Chúa mặc khải tỏ lộ cho Phêrô biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nếu như Thiên Chúa trong Cựu Ước con người ta không thể nào mà nắm bắt được, đạt thấu được, thì giờ đây với Chúa Giêsu người ta có thể đúc chạm với Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu nhận ra chẳng những Chúa Giêsu mà còn nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Một Thiên Chúa giờ đây mở toang bức màn bí mật của mình ra để cho người ta thấy rằng một Thiên Chúa là tình yêu và một Thiên Chúa là phong phú. Và Phêrô giờ đây tuyên xưng đức tin: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Phêrô nói được như vậy là do thần khí của Chúa Giêsu tác động nơi Simon Phêrô. Và như vậy chúng ta biết về một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa phong phú, và Thiên Chúa người Công giáo tôn thờ phải là Thiên Chúa ba ngôi, và Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấng Kitô có nghĩa là được sức dầu bởi Thánh Thần, là con Thiên Chúa hằng sống. Và như vậy qua câu phát biểu của Thánh Tông đồ Phêrô cho chúng ta thấy cái niềm tin cốt lõi của người Công giáo, đó chính là một Thiên Chúa ba ngôi, một Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của mình cho thế gian, và một Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết, và qua sự phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu lại tiếp tục ban Thánh Thần cho các ông. Và vì thế cho nên câu tuyên xưng đức tin của Phêrô hàm chứa một Thiên Chúa ba ngôi, một Thiên Chúa sung mãn, một Thiên Chúa tràn đầy, và Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình yêu, cứu độ, trao ban, hiến tặng. Một Thiên Chúa cho thấy rằng con người là tạo vật cao quý Chúa đã dựng nên, và giờ đây Thiên Chúa can thiệp cứu độ
và Chúa Thánh Thần ngày hôm nay đang thánh hóa hội thánh, để hội thánh mỗi ngày được trở nên một hình ảnh sống động của mầu nhiệm thân thể Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn xin đức tin.